2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mùa Bình Viên Tàu Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chiến Bê Lê. Đây là set quyết định của cặp đấu này nha các bạn. Quyết định, các bạn hãy chờ xem ai sẽ vào chung kết đây. Rất căng thẳng. Hiện tại bây giờ áo trắng quần đen đứng trước màn hình kính lâm là Tem Hiếu Hải của chú Hảo Vũng Tàu. Còn bên kia là Tem của Vũ Arsenal, Quý MC Trường 2K, Khang 22 và Sâm Nông. Còn bên này là Phong Liêu, Hoài Thanh, Thanh Hoài và Phi Trị Lây. Dự bị có Dân và Mai Danh. Không không. Một không. Trọng tài chính là Minh Thiện, quê Củ Chi, bãi biển Bình Điện Tàu và Obama trong tập phụ. Một không. 11 điểm tới. Sao chuyện? 2-0. 2-0. Các bạn xem liệu Vũ Arsenal sẽ như thế nào đây. Rất nhiều lần cái duyên của Vũ Arsenal chưa nhận cúp bao giờ nha các bạn. Thật sự không thể đùa nha các bạn. Từ các team Cambodia thật sự rất mạnh. Các bạn hãy chờ xem Vũ Arsenal có phá giáp được hay không. 2-0. 1-2. Mùi bi. 3-0 cho Thanh Hoài. Có thể nói một ngày phong độ quá tuyệt vời cho Thanh Hoài. Thanh Hoài biên số 2, thật sự một ngày quá tuyệt vời cho Thanh Hoài. 3-1. Đáng tiếc cho Phong Liệt phá bóng ra ngoài. 2-3. Bi bay. 1 pha tranh chấp quá khó vừa rồi cho Phong Liêu. 1 pha chuyền hai hơi khó cho Phong Liêu vừa rồi. 3 đều. Bay bay. Chuyền hết rõ dục không nổi rồi. Phong Liêu nắm kéo dục không ra nổi. Bốn ba. Quý MC vừa có một pha có phần may mắn leo lưới vậy rồi. 4-3. Chỉ có 11 điểm tới thôi nha các bạn. Đây là set quyết định, chỉ có 11 điểm tới thôi. Đây là team của anh em Hiếu Hải của Vũng Tàu, chú Hảo Vũng Tàu. Chỉ có 11 điểm tới thôi. Set quyết định này sẽ vào chung kết đây. Toàn bộ xung quanh sân Lộc An, Long Thành, Đồng Nai của sân của anh Thuận. Bốn ba. Quý MC thật sự phong độ quá khó chịu. Quá hay cho Hoài Thanh và Thanh Hoài. Bồn đều. Bồn đều.
Điểm tốt đi. Trận đấu cho nên rất nông rồi. Chỉ có một đội vào chung kết thôi. Lại là Phong Liêu phá bóng ra ngoài. 5-4. Sáu bốn đội sân. Đáng tiếc cho Phong Liêu. Một pha đầy quy lực của Phong Liêu bóng bay ra ngoài. 6-4 đội sân. Lẹo ông Bảo Dù. Ông Bảo Dù Arsenal nồng cốt như thế này sẽ đi đến Đức hay không? Các bạn chờ xem nha. 5-6. Một pha xử lý hay vừa rồi của trường Trắng Bom. 7-5, chỉ có 11 tới thôi. Lợi thế đang nghiêng về cho bầu Vũ Arsenal. WFC quá tuyệt vời, có thể nói phong độ của MC quá tuyệt vời. 8-5. Lại là MC gõ cổ tay không thành công. 6-8. Giữ đây, chắc chiêu này, chắc chiêu nè. 11 à. Chiêu này 11 à. Bảy tám và ráp chân tốt rồi của Dẫn và Thành Hoài Thanh. Bên nào không có nè. Chín bảy. Một pha phát bóng không qua lưới giờ của Phong Liêu. 97. Tạm chân. Tám chín quá căng. Ra ngoài chín đều, chín đều. Chưa biết điều gì đang xảy ra đâu các bạn ơi. Thật sự rất khó luôn. Các bạn hãy chờ xem. Chết luôn.
11 trên rồi. Các bạn hãy chờ xem bầu vũ Arsenal. Tại đây bầu vũ Arsenal là động viên các em của mình, các đồng nghiệp của mình. Còn tại đây không thể ngờ được điều gì đang xảy ra đâu các bạn. Mình mong không thể hiểu được điều gì đang xảy ra đâu. Vũ Arsenal, cái duyên của Vũ Arsenal thật sự đã làm nói hoài các bạn à. Thật sự cái duyên nha các bạn, không thể đùa được đâu. Nếu Arsenal loại khỏi trận chung kết này nữa thì không biết nói điều gì hơn. Ông bầu Vũ Arsenal thật sự luôn. Đen đội cứ đeo bám Vũ Arsenal suốt giải này qua giải khác. Thầy bồ nào giải hạn cho Vũ Arsenal giùm coi. Các bạn hãy chờ xem nha. Điều gì đang xảy ra? Tiếp tục đi. Sau khi dẫn trước 2-3 bàn, 10 trên. Quá ghê cho quý FC. 10 đều. Đây là trái quyết định cuối cùng. Trọng tài quyết định giải như thế nào thì tiếp tục các bạn ơi. Mạnh lên Thành ơi. Đây là trái quyết định cuối cùng nha các bạn. Có một trái thôi nha. Một trái quyết định nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem. Chỉ có một cái quyết định trái cuối cùng. Đây là 11 điều rồi nha. Thật sự các bạn hãy chờ xem. Nín thở chờ xem các bạn ơi. Nín thở chờ xem. Đúng rồi. Đang coi va, đang xem va lại nha các bạn. Đang xem va và coi va lại nha các bạn. Minh Thiện là người đang xem va, coi va lại nha. Trọng tài đang quyết định trái cuối cùng này như thế nào nha các bạn. Trọng tài quyết định nha các bạn. Trọng tài đang xả camera xem lại thế nào các bạn à. Đang tham khảo trọng tài. Đây, đang tham khảo trọng tài quyết định nha các bạn ơi. Rất căng. Rất căng. Đây là trái quyết định cuối cùng. Luôn sư bu, thật sự, luôn sư bu. Trọng tài quyết định. Trọng tài quyết định là người như thế nào? Trọng tài quyết định. Trọng tài quyết định lôi mình Vũ Arsenal các bạn à. Quyết định. Các bạn quyết định đi.
Cô tay nó luôn sao bu giờ luôn sao bu. Em nói trọng tài quyết định đi, em ra đọc đi để tôi luôn chua lắm. Anh em bình tĩnh để trọng tài quyết định. Trọng tài đang quyết định đi, quyết định trọng tài đi. Cô tay nó đang luôn sao bu giờ luôn sao bu. Thật sự quá căng thẳng các bạn, quá căng thẳng. Trọng tài là người quyết định cuối cùng các bạn. Các bạn hãy quyết định là người cuối cùng. Các bạn là người đã quyết định cuối cùng, chờ trọng tài xử lý các bạn. Luôn sơ bu và luôn sơ bu. Khán giả và các anh em đang chờ đợi, đang chờ đợi quyết định các bạn à. Đang chờ quyết định. Có thể nói là cặp đấu này quá căng thẳng rồi, quá căng thẳng rồi. Không có thấy, đâu thấy được. Đây là quyết định. Các bạn quyết định như thế nào các ơi? Đây luôn sơ bu và luôn sơ bu thật sự các ơi. Các bạn hãy chờ xem nha. Đây. Bây giờ là tình hình chưa biết như thế nào, quyết định ai ra sao. Lưu cho bu rồi luôn. Đây có thể nói những người đồng đội, những anh em nhau đã vào sân thì cãi và cãi thế nào cũng phải cãi nha các bạn. Hãy chờ xem. Trận đấu quá căng thẳng rồi. Quá căng thẳng. Các bạn hãy chờ xem quyết định như thế nào nha, tiếp tục nha. Các bạn hãy chờ xem quyết định như thế nào nha các bạn. Cụ thể rất căng, không bên nào chịu thua bên nào được các bạn. Trái cuối cùng là quyết định. Ok. Hãy chờ xem quyết định như thế nào. Cụ thể nói là trận đấu quá hay, quá kịch tính. Tới giây phút cuối cùng các bạn hãy chờ xem.